Bà xã Hồng Đăng dàn mặt hot girl tung ảnh rừng chiếu với chồng, tự tin trên cơ đối phương. Sau nhiều tháng vướng ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng lại một lần nữa lọt vào top tìm kiếm nhiều trên Google tại Việt Nam vào sáng ngày 22 tháng 11. Giữa tin đồn qua lại với một hot girl mạng, bà xã nam diễn viên cũng có động thái gây chú ý. Mới đây, mạng xã hội dần dần vì những bức ảnh nhạy cảm được cho là của nam diễn viên đình đám Hồng Đăng. Theo đó, người đàn ông trong bức ảnh nằm trên giường, quần chăn khách sạn có gương mặt giống với Hồng Đăng, người từng vướng vào bê bối ở Tây Ban Nha cách đây vài tháng. Được biết, người đăng tải những tấm ảnh này có tên Facebook là AH, đăng kèm những bức ảnh là những dòng tâm sự khá tình cảm như trước bé xem phim chỉ thích mỗi anh vì đẹp trai, gặp ngoài vừa đẹp trai lại còn tình cảm, chụp ảnh cùng idol đẹp trai của tôi. Hiện vẫn chưa rõ những bức ảnh này được chụp từ thời điểm nào, nhưng ngay sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Ở một diễn biến khác, giữa lúc chồng vướng ồn ào, bà xã Hồng Đăng bất ngờ có động thái gây chú ý. Theo đó, cách đây ít giờ, anh Đào, vợ Hồng Đăng, mạnh dạn công khai sắc vóc ngày xưa của mình có sự khác biệt với hiện tại. Nhìn vào clip có thể thấy trước đây cô sở hữu gương mặt hơi bầu bĩnh, làn da hơi tối màu và không căng bóng láng mịn như bây giờ. Đó là ngày xưa, còn hiện tại anh Đào ngày càng lên hương nhan sắc. Cô đã biết cách ăn mặc hơn, lựa chọn tông trang điểm để nâng tầm nhan sắc và đặc biệt đã giảm cân thành công là bước đi trong quá trình process cải tiến nhan sắc của cô. Nhan sắc hiện tại của chị nhận được nhiều lời khen có cánh của cư dân mạng. Ui xinh chị yêu ạ, xinh quá chị ơi, đẹp không tì vết em ơi, càng ngày càng trẻ chị mình ơi. Hành động của anh Đào được cho là đang dàn mặt hot girl, tự tung ảnh rừng chiếu với chồng cô. Thời gian qua, cô cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn khi chồng mình là diễn viên Hồng Đăng phải đối mặt với ồn ào tại Tây Ban Nha. Cô liên tục cập nhật những trạng thái với tình trạng sức khỏe và tinh thần suy giảm trầm trọng vì lo lắng cho chồng. Đến tháng 8, nam diễn viên cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở về Việt Nam sau khi đã thu xếp ổn với một phần ồn ào. Sau khi trở về Việt Nam, nhiệm vụ của nam diễn viên vẫn đang được điều tra xem xét và xử lý. Anh không tham gia hoạt động nghệ thuật, nhưng nam diễn viên tuổi thanh xuân vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Nam diễn viên dành thời gian cho vợ và cho việc đi du lịch nghỉ dưỡng. Sau ồn ào có thể thấy tình cảm vợ chồng của Hồng Đăng và anh Đào vẫn mặn nồng như xưa. Vợ chồng Hồng Đăng vốn là bạn học hẹn hò từ năm lớp 10. Những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp, Hồng Đăng đều có vợ ở bên cạnh làm điểm tựa tinh thần, giúp anh tiếp tục vững tinh thần chiến đấu. Anh Đào, vợ của Hồng Đăng, không làm việc trong ngành giải trí. Vì vậy, để giữ sự riêng tư cho bà xã, từng có khoảng thời gian nam diễn viên hiếm khi chia sẻ thông tin hay chuyện riêng trong gia đình. Một trong những lần ít ỏi trước đây khi công khai nói về vợ trên trang cá nhân, Hồng Đăng từng thú nhận, tôi chỉ mang tới áp lực cho vợ. Đó là một bài đăng được đăng tải vào đầu năm 2021. Nhớ lại hành trình bà xã gian nan lập nghiệp, Hồng Đăng vừa nể phục cũng vừa thấy áy náy với anh Đào vì không giúp sức được nhiều cho cô. Nhớ lại những lúc khó khăn nhất chúng ta phải đương đầu, tay trắng chẳng biết xoay sở kiểu gì với áp lực lúc đó. Em mạnh dạn với số tiền còn lại ít ỏi bán online đủ thứ có thể ra tiền. Khi có chút vốn nhỏ thì nghĩ mở hàng chè. Khi đưa ra quyết định đó, chính tôi là người đã ngăn cản và nghĩ cô ấy sẽ vất vả nắng mưa mà lại chẳng ăn thua gì. Nhưng nàng ta tâm sự mỏng là em làm thử xem thế nào và đương nhiên tôi đồng ý để coi như cho cô ấy thỏa mãn mong muốn của mình trong lúc không mấy dễ thở lúc đó mà thôi. Hồng Đăng bộc bạch. Nam diễn viên nói tiếp, và rồi sự thành công đến với cô ấy ngoài cả sự mong đợi, nhưng cũng chính vì thành công đó kéo theo tỷ thứ chuyện ối giời ơi giáng xuống đầu. Lại là một khoảng thời gian dài hai vợ chồng như rơi vào thế bế tắc, nhưng chính sự bản lĩnh nhẫn nhịn và cả tâm huyết với thương hiệu mà cô ấy cố gắng vượt qua khiến tôi thật sự nể phục. Có chồng làm người của công chúng như mọi người nghĩ sẽ có vô vàn lợi thế, nhưng quả thực tôi chưa bao giờ quảng cáo hay truyền thông gì cho cửa hàng của vợ mình cả, thậm chí tôi chỉ mang lại áp lực cho cô ấy.